Một nhóm phụ nữ Thụy Sĩ lớn tuổi đang đưa chính phủ của họ ra tòa án nhân quyền hàng đầu của châu Âu, tuyên bố việc chính phủ không hành động trước cuộc khủng hoảng khí hậu. Đặc biệt hơn, họ đang bị vi phạm nhân quyền. Đây là vụ kiện khí hậu đầu tiên được xét xử trước tòa án nhân quyền châu Âu ở Pháp. Hơn 100 người ủng hộ các nhà hoạt động khí hậu từ Greenpeace đã tập trung bên ngoài phòng xử án, cầm biểu ngữ và hoa. Họ hô vang khi mỗi người phụ nữ rời khỏi tòa án. Phụ nữ cao cấp bảo vệ khí hậu Thụy Sĩ đã kiện chính phủ của họ ra tòa án nhân quyền châu Âu vì tính mạng và sức khỏe của họ đang bị đe dọa bởi những đợt nắng nóng do biến đổi khí hậu gây ra. Vụ án đã được theo dõi nhanh chóng và bản án sẽ được đưa ra vào cuối năm nay. Chúng tôi ở đây vì đây là một ngày lịch sử. Lần đầu tiên, Tòa án Nhân quyền châu Âu sẽ xem xét công lý khí hậu và các quyền cơ bản đối với sức khỏe và quyền của mọi người. Những người phụ nữ cho rằng sức khỏe và chất lượng cuộc sống của họ đang bị ảnh hưởng do các đợt nắng nóng đang trở nên khắc nghiệt và thường xuyên hơn do khủng hoảng khí hậu. Chính phủ Thụy Sĩ đã làm quá ít đối với biến đổi khí hậu. Chúng ta đang phải chịu những hậu quả về sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người già và phụ nữ đặc biệt dễ bị tổn thương. Thụy Sĩ đang nóng lên với tốc độ cao hơn gấp đôi toàn cầu và các dòng sông băng ở đây đang tan chảy nhanh chóng. Thành phố Bern đã vạch ra một kế hoạch để cắt giảm lượng khí thải sâu hơn, nhưng các cử tri đã bác bỏ kế hoạch đó vì cho rằng nó quá nặng nề.